Hôm nay mình mới nhận cái kèo Vespa LX dọn trong cái gói combo khoảng tầm 35 triệu quay đầu thì sẽ làm được những gì cho một con Vespa LX. Cái con này là cái con bản nhập nha anh em chứ không phải là bản ở đây. Thì cái con xe này hiện trạng mình nhận được á, thì nó là như thế này. Thì cái sườn hồi xưa là chủ cũ người ta cũng rớt xuống, người ta sơn tĩnh điện rồi, người ta mới bắt đầu người ta sơn lót lên cái nền trắng. Nhưng mà mấy anh em nên hiểu một điều nha, tất cả những cái nền sơn tĩnh điện mấy bạn muốn sơn lại cái nền sơn hấp, mấy bạn bắt buộc là phải xả cho nó nhám mấy bạn mới sơn hấp lên được nha. Chứ bạn mà sơn thẳng lên trên cái nền tĩnh điện lúc mà mới ra lò xong á thì cái nền này nè nó không có cái lớp bám đâu. Tĩnh điện để làm cái gì? Tĩnh điện là để cho một cái lớp nó phủ bao mặt trong ngoài đồ hết luôn, để cho nó chống xét đồ các thứ nó ổn áp hơn. Nên là mấy anh em lưu ý những cái khúc này là cái khúc mà hay ăn sương nè. Mấy bạn nào mà sơn tĩnh điện xong để làm một cái lớp nền á mà mình không có chịu xả sọc đẩy sơn lớp mới lên á thì nó sẽ không có bám nền, nó sẽ chóc như vậy nè. Cái dao mấy bạn để tới đâu là nó sẽ bung tới đó, nó giống như đề can vậy đó.